Lệnh cấm YouTube đã gây ra sự thất vọng lớn đối với nhiều công ty, các nhà giáo dục và giới sinh viên tại Pakistan. Một lá đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm hiện nay đối với YouTube đã được gửi đến một tòa án, trong khi các cuộc tranh luận xung quanh vấn đề này vẫn tiếp diễn hàng ngày tại quốc gia Nam Á. Những người am hiểu về công nghệ tỏ ra vô cùng bức xúc khi mỗi lần định truy cập vào trang web YouTube, họ đều bị chặn lại bởi dòng chữ: trang web bạn đang truy cập có chứa nội dung đã bị nghiêm cấm đối với công dân bên trong lãnh thổ Pakistan. Việc đóng cửa trang web YouTube đã khiến chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Chúng tôi không thể hoàn thành bài vở trong chương trình học bởi nhiều khi chúng tôi cần tham khảo trên YouTube. Trong khi đó, những người kinh doanh buôn bán tại trung tâm thủ đô Karachi lâu nay vẫn có thói quen quảng bá sản phẩm qua YouTube cũng tỏ ra thất vọng trước quy định này. Thực tế là lệnh cấm đối với YouTube đã ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của chúng tôi. Lệnh cấm YouTube tại Pakistan lại càng trở nên nghiêm ngặt hơn khi bộ phim Sự Ngây Thơ của Người Hồi Giáo bị tung lên mạng Internet hồi năm ngoái. Facebook cũng đã từng bị chặn tại quốc gia này, tuy nhiên lệnh cấm đã được gỡ bỏ cách đây không lâu. Ngoài Pakistan, Trung Quốc và Iran hiện cũng đang thực hiện lệnh cấm tương tự đối với trang web chia sẻ video phổ biến nhất thế giới hiện nay.